chú theo chú luôn á. Cũng là chợ cũng không gì với bác không nói con gì. Thử ra con sâu mà làm sâu nào canh. Dạ. Thử ra rồi tại đây là chạy là có điểm là cho bác bậy. Để con cháu nó khổ. Đó, thành thử bà bác cứ rút kinh nghiệm lại cho đem lên là cái đời của bác chết. Nhất bác không có nguyên lời ly gục. Dạ Khải mến chào cô chú anh chị và các bạn đến trên kênh Nhân Khải ạ. Thưa cô chú anh chị, hôm nay là Khải đến nhà ngoại á. Để thăm ngoại với thăm chú Tư là với cô ba là chú Tư mới đi khám bệnh về của chú anh chị, coi tình hình sức khỏe của chú như thế nào. Thì hôm nay mời cô chú anh chị cùng Khải tiếp tục xem video nha. Cậu Khải. Dạ. Dạ. Mới đi khám bệnh bất tư gì đó hả cô ba? Mới khám bệnh bất tư về tới. Dạ. Bây giờ cho con hỏi là đi khám bệnh bất tư mình tốn hết nhiêu tiền cô ba? Tiền khám không là 1.800.000. Dạ. Còn tiền thuốc là 1.100.000. 1.100.000 ha. Là đúng tháng. Dạ, đúng tháng. Mua mình lấy thuốc cái 1 tháng ha cô ba? Đúng đấy, thuốc 1 tháng. Dạ. Vì trong cô ba, cái này là cho cái kết quả. Cái này thuốc nè. Từ đó ha. Thuốc. Dạ, dạ. Còn này giấy kết quang. Kết quang luôn đó ha. Cái này là mình khám tổng quát luôn là 1.800.000 ha cô ba? 1.800.000. Dạ. Tổng quát nè. Yeah. Cái này chút quan. Yeah. Còn cái này đâu rồi? Còn cái này thì kêu bằng cái gì quên rồi. Cái đó kết quả gì? Kết quả chụp hình. Chụp hình kết quả chụp hình quan ha. Chụp quan. Yeah. Chụp hình gì nè? Xương sống. Cái đó chụp hình xương sống. Cái lồng ngực cái xương sống. Nè, cái lồng ngực nè, còn cái này xương sống nè. Dạ dạ đúng rồi đó. Cái này xương sống đó. Rồi này bác sĩ đưa đó con. Dạ. Đem về. Dạ. Còn cái này thì giấy thuốc với rồi, giấy thuốc. Tiền. Dạ, thuốc với tiền ha. Giấy thuốc với tiền mà cô ba không biết chữ. Dạ, để con đọc cho ha. Rồi con đọc đi quan. Đây cô ba. Cô ba con đọc cho. Không biết chữ. Rồi con lấy cái to thôi nè. Quá cái to để coi to thuốc nè. Đây nè. Cái cuốn sổ nó cũng chính xác ha. Đúng rồi nè, cái có để cái đơn thuốc nè. Là chẩn đoán là tăng men gan, tăng huyết áp, thiếu máu não, thiếu máu mạng mức độ nặng. Thiếu máu mạng mức độ nặng là máu mạng là máu dịnh, Khải biết không? Không biết luôn. Tôi không biết luôn. Cũng không biết luôn. Thì đâu có biết đâu. Dạ, cô chú anh chị khán giả comment đi mới biết. Viêm đa xoang rồi thoái hóa cột sống lưng. Rồi theo dõi thoát vị đĩa đệm cột sống lưng. Đó là kết quả mà chẩn đoán của bác Tư. Ở dưới người ta đâu có kêu mình nhập viện gì hả cô ba? Không, cũng như là người ta cho thuốc mình mua cho to ra ngoài mua thuốc. Dạ. Mua thuốc là đúng tháng à. Dạ đúng tháng ha. Thấy khám về trong người thấy sao mà bác Tư? Cũng chưa thấy, cũng khám về cũng nó cũng nghi rằng tại mình cũng chưa có kết quả, chưa có uống thuốc gì bệnh, chưa uống thuốc được đó. Mình cũng chừng nào vừa bến mình bác ăn cơm vô mới dám uống vô được. Dạ. Cũng như là bác sĩ kêu cô vô nói, cũng như là hôm bây giờ là mua đồ bồi bổ cho bác Tư ăn cho có sức máu lại. Dạ dạ. Bây giờ thiếu máu nhiều rồi. Dạ, bác Tư thiếu máu ha. Nhiều nhiều. Bác sĩ yêu cầu anh ăn đồ có cái chất chi dưỡng gì đó. Dạ, dạ. Anh chỉ quý ăn cái đó vô là anh phải vô lắm phải. Dạ. Mà bỏ rượu nghe. Đúng rồi. Vậy có nói bỏ rượu không con? Có nói bỏ rượu không? Có hả? Rượu nghe. Chứ mà còn uống rượu thì đi theo con em. Dạ. Mà sao bác Tư bây giờ từ đây gà tới sau là bác Tư có muốn uống rượu nữa không? Vậy là bác ơi. Không giờ bác bảo. Vậy là hứa bỏ rượu luôn hả? Được không? Được. Được phải không? Vậy là hứa phải không? Đúng. Tôi bỏ nửa tháng nay rồi. Vậy là chú hứa đó phải không? Thôi cậu Út nó mất có tuần là tới bây giờ luôn đó. Dạ. Tuần này nữa là 3 tuần đó. Ngày mai là 3 tuần là 21 ngày. Năm mới là 3 tuần đó. À, ngày mai là tầng. Mừng tầng của chú Út là 3 tầng. Dạ, 3 tầng. Tầng là chú Tư bỏ rượu 2 tầng. Dạ. Tại vì chú Tư là mà tầng ở đây là chú Tư còn ở đây thất đầu. Dạ. Rồi còn thất giữa, thất mời nữa là đúng 3 tầng. Dạ. Con cũng mừng là cái bệnh của bác Tư thì người ta cho thuốc về uống cũng không có đến nỗi nào mà kêu nhập viện. Ừ, cũng mừng con. Dạ, ơi mừng. Nghe nói vậy của ba mừng hết biết rồi. Dạ dạ con cũng mừng nữa. Là cái đó là cũng như là ba cảm ơn con. Dạ không có gì đâu bác Tư.
gán bỏ rượu đi bác Tư ha. Quá, rồi hứa với con là bác không cầm ly rượu đó. Bác sĩ kêu vô đó, rồi kêu vô người mình người nhà vô hỏi. Bệnh đang mình có sức khỏe. Ừ. Sống lâu với con cháu chứ không lẽ bác Tư thấy chú Út không? Đúng rồi. Đó, cái kết quả là trước mắt uống rượu nhiều bây đó. Bây giờ cậu Tư nè. Yeah. Bây giờ là có hai chị em à, còn hai chị em mình à. Bây yeah. giờ chị cũng già rồi. Yeah. Chị đâu có lo em hoài được. Yeah, thì em bỏ bà. Cái rượu thì em giữ cái thân em. Đúng rồi. Để chị để biết ngày nào sống ngày nào chị chết. Yeah. Đó, rồi ai lo cho em đây? Yeah. À, bây giờ chị còn lo má già. Đó, má già 100 tuổi đó. Rồi bây giờ tới em bây giờ rồi chị lo hết toàn vẹn rồi. Yeah. Đó, bây giờ còn Diệu Hiền còn chị lo một phút nữa. Yeah. Mà vậy chạy miếng giấy tờ thôi nghe, tiền bạc cô ba không có. Cô ba không có tiền. Nói chung bây giờ bác Tư là phải bỏ rượu. Bỏ rượu mà cho nó, ừ. nó cái bệnh tình nó không còn chuyển biến nặng nữa. Ừ. Thì lúc đó mình sẽ không có suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc nữa. Ừ, không có tiền bạc nữa, suy nghĩ tiền bạc vô trong đó, trí óc mình nó rối loạn. Rối loạn. Không nghĩ tới. Nghe quan. Cái trí óc mình mà nghĩ tiền bạc hay là nghĩ cái đấy kia là rối loạn đó. Đúng rồi. Một lần nữa đêm á là bác lậu vô là bác uống rồi đó. Dạ. Bây giờ là hôm thứ gặp rượu là rồi. Là bác đi khác. À nói ngay hồi nãy cô ba làm miếng giấy cho thằng Diệu Hiền được, cô ba cũng mừng. À làm giấy gì cô ba? Miếng giấy xác nhận hộ nghèo. Chứng nhận hộ nghèo. À chứng nhận hộ nghèo ha. Ừ, cũng như làm rồi cho Duy Hiền là ngày mai con Nhi đem xuống chứ. Dạ yeah, dạ. Yeah. Ừ, cho cô ba mệt rồi cô ba không có đi được. Đúng rồi đúng rồi. Cô ba mệt quá. Thì cô ba chạy cái vàng ngoài cho mà Duy Hiền con cũng mừng lắm. Ừ. Cái đó là cũng nhẹ tiền cho. Dạ, dạ. Không mình con nói với cô ba ví dụ như mình không có tiền thì mình có thể góp cái công sức. Ra cái công con. Dạ dạ. Ừ. Cái gì mày? Thấy không chú thấy không chú Tư còn muốn ngủ tác hại ghê gớm không? Ừ. Mình làm không được gì chứ người tới bệnh hoạn biết nhiêu người lo cho mình á, như là cô con cháu rồi chị em nó lo hết trơn. Đây là tụi con là đến đây là cũng phiên chú là thật sự cái thật tình mà đó. Chứ nếu mà chú không bỏ nó là chú theo chốt luôn á. Cũng là chú cũng không gì. Chứ bác không nói con gì. Thử ra. Con sâu mà làm sầu nồi canh. Dạ. Thử ra rồi tại đây là chạy rồi có điểm là cho bác bậy. Dạ. Để con cháu nó khổ. Dạ. Đó, thử ra và bác cứ quốc kinh nghiệm lại rồi đem lên là tới cái đời của bác chết. Dạ. Nhất bác không có nguyên lời ly rượu. Dạ. Bác hứa. Cũng như là nó hôn nó lớn mà đi làm đầu. Là em với cháu là bị lụm hết. Dạ. Yên tâm đi. À, bây giờ nó bác nó được, nó bác làm được. Bỏ dạ. Thì em bây giờ bác Tư nói vậy cũng mừng rồi. Bây giờ nếu mà chú Tư á là phải chú làm gương như thế nhá. Thứ hai là còn thằng nhóc. Nó nhóc. Chú phải bỏ rượu cho nhóc mới bỏ theo. Nghe. Nó mới làm ăn đi được. Còn nhóc chú không bỏ rượu là nhóc nó nhậu theo chú là nó hư luôn. Con dám bảo đảm. Cô ba ơi, để con chiều nay con ứng tiền con đi về mà từng ba con. Yeah. Ừ. Mà nghe về thở. Dốc mới 17 tuổi mà trộn hồ rồi vác cái thùng gà xi măng trên vai mà. Rồi nó không? Con tính về con ở thờ ba con mà không có tiền xài thôi con đi mần. Con mần được con xài. Nó nói gì rồi, con được. Nó nên đi mần đi chứ về đây làm chi. Ừ, để cho nó mần đi. Mà cho nó lưu bu chứ gì. Trời ơi, mình nhớ không có chuyến mà thiêu ba nó trên lò thiêu mà nó đốt nhang mà. Nó bưng cái cây nhang cầm cái nhang mà nó gung gì nè. Dạ. Mày nhớ không? Dạ, tao tưởng bữa đó tao tưởng nó xỉu rồi đó trời. Nó khóc vậy đó. Một bầy con mới nên nó cậu Khải. Dạ. Mình nên nó tưởng tôi nó xỉu bữa đó. Dạ. Nói chung ra thằng nhóc á thì cô chú khán giả thương nhiều lắm đó cô ba. Nó hôm rồi lúc trước tụi con quay thương nhiều lắm, thánh bo rượu là cô chú rất là mừng cho nó luôn, tại vì nó còn trẻ nó còn làm lại cuộc đời được. Làm cuộc đời nó thành thử mừng lắm. Đó. Rồi nếu mà nó được thật sự nó bỏ luôn là quá trời tuyệt vời luôn đó. Mà cô có nói gì nè. Cô nói bây giờ cha con chết rồi. Dạ. Mẹ thì không được bình tĩnh. Thì bây giờ cô bền bọc con thì con về bên cô ở thì con phải làm lại cuộc đời. Con hứa với cô là con giảm rượu, uống rượu là cô không thích. Dạ. Nó rồi bắt đầu nó hứa nó bây giờ lâu lâu ai rượu nhậu thì nó uống đâu ba cốc nó về ngủ nó sáng đi mạnh. Dạ. Người ta nói không thì cô ba được rồi đó, không có lãnh cái nhà được đó, là có đâu cô ba rất ăn hận rồi, ăn hận cái nhà đó lắm rồi. Bây giờ cô ba suy nghĩ là cô ba ăn năn là bây giờ đã muộn rồi. Dạ. Thì thôi bây giờ cô ba rút kinh nghiệm là bây giờ lo cho nhóc cô ba lại cô lo con lại. Dạ.
cái đó là trả cũng như cái nhà đó. Dạ dạ. Chị nghĩ là quà chúng cậu Khải. Dạ. Thì cái chị nói gì em nghe phải không? Phải rồi cô. Ừ. Bây giờ là còn nhóc thì thằng Diệu Hiền là coi như là xong rồi, nó không có cái nữa. Nó là không làm đi làm được rồi. Ừ. Bây giờ cho Diệu Hiền hết bệnh nó cũng không làm nổi luôn. Làm không nổi luôn. Còn nhóc thôi. Còn nhóc nó làm nó lo cho thứ nhất á. Thì lo cho mẹ nó. Làm gì cho mẹ con cũng phải lo cho mẹ nó. Nên rồi nó làm luôn, nó còn có thể tương lai của nó là vợ với con nữa. Nó có vợ con nữa chứ nha, chứ không phải là không có đâu nha. Nó lo cho tương lai của nó nữa. Nó thì... có trời nghe, nó đi mà nghe, cỡ ba nó còn sống. Bữa lãnh lương nghe ha, cả Quang. Dạ. Là lãnh được có 5 ngày à. Người ta từng lấy lãnh lương, rồi nó mặn có trễ được 5 ngày. Nó gửi cô ba đem về đây cho ba nó 100 ngàn, mà đỡ được 2 lần. Dạ. Hai lần. Chú có nói con nè, chú có nói là nó có gửi tiền cho tao được rồi. Mà thằng Diệu Hiền hồi nhỏ tới lớn không nhờ. Mà thằng nhóc mà nó mặn vậy mà nó dám gửi cho ba nó. Nó của ba con gửi gì cho ba con. Ông muốn ăn gì ông lấy tiền ông mua ăn. Thấy ông thấy mừng không? Mừng lắm á cô bạn. Thiệt chứ. Lúc đó là con lại đây là con quay con cũng tụi con cũng phiên dữ lần dần lắm á chứ. Mấy bữa nó kêu cô ba rước bà nội qua bển. Rước bà nội qua đi cô ba. Ê con có đi có tính tiền có tính sổ đó. Con có tiền thì cô ba mua cho nội ăn. Cũng tội nghiệp, nó nhớ bà này nữa, nhớ bà ngoại á. Dạ. Là bà nội đó. Chứ cô ba không thấy thì bà ngoại là ở đây với chú Út với nhóc với Hiền không, không có lễ cho ngoại không, không giờ xa được mấy người này đâu. Cô thấy ông đi qua cô chút xíu là phải đòi về với Diệu Hiền với chú Út với nhóc. Không giờ bỏ mấy người này được. Không giờ bỏ được thấy không. Mà bà ngoại bây giờ quá lẫn rồi, bà nói cái sao không, cái bàn thờ đó là của thằng Diệu Hiền không mà chứ không phải chung gớt. Dạ. Thằng Diệu Hiền ngồi đến thấy tao kìa. Cái thằng gì mà tao ưa không nổi, tao đốt nhang, tao nghỉ dốt luôn. Bữa đó còn quăng quăng. Không, thật chứ ngoại thương con cháu cực kỳ luôn. Cực kỳ. Con một năm trời chứ mà con gần gũi ngoại con biết mà. Mà thương dữ lắm, cái gì cũng có, cũng đem về cho mấy đứa nó không, là mấy đứa nó ăn không à. Cái gì, không, con nói đúng cái không? Gì kiếm về cho cháu ngoại, cháu nội ăn. Cháu nội ăn không à. Mà trời, cô không qua ha, là nhớ rồi là ngóng rồi đó. Dạ. Sao mà của ba mà không qua. Dạ. Thấy cũng đau cơ nghiệp. Mà nhưng mà chứ đi kêu đi qua nhà cô ba là không về chịu đi. Đi qua bánh rồi đâu về. Đâu về không hả, con biết mà. Cơ nghiệp. Nãy giờ múc cháo kìa cho ăn. Cho ngoại ăn mà ngoại không chịu ăn. Trời, cô ba cũng gầu quá trời kìa. Thì coi ấy thì cô mua vài hộp sữa cho ngoại uống. Cũng đỡ chứ. Có sữa trong á. Dạ. Ừ. Thì chứ không uống, không ăn uống là ngoại xuống sức luôn rồi nha. Nãy cô ba mệt đó Quang. Dạ. Chứ mà cô ba mua đứa sữa cho ngoại ăn rồi mà cô ba đi về xe mệt quá. Chạy vô. Mua gì? Vú sữa hả? Ừ. Thôi vú sữa ăn không tiêu lắm. Cũng người... như đứa sữa mà ngoại ăn là ba chặt ruột. Dạ hả? Ừ, để tỉ ở trong đây ba có đi tiểu quá tử, ỉ này kia. Ba cũng đường ruột, ba cũng hơi yếu. Yếu sợ vú sữa nó tốt đường ruột không nha? Nó tốt đường ruột. Tốt hả? Ừ. Đó, ngoại thích ăn vú sữa hay cũng ngoại thích ăn vú sữa nữa. Dạ. Yeah. Qua chiến nào rồi cô ba cũng mua vú sữa cho ngoại chứ. Dạ yeah, yeah. Mà hồi nãy giờ lo chạy mặc cái tờ ở trong cái bệnh viện. Dẫn cậu Tư đi đầu này, dẫn cậu Tư đi đầu kia. Yeah. Rồi làm giấy này kia rồi cho nó xong xuôi rồi cái gì. Mệt quá trời rồi khát nước cái nữa. Dạ. Yeah. Nó. Thấy gầu quá. Dạ. Lo bây giờ lo được cậu Tư nó vậy rồi. Dạ con cũng mừng là nay mình đi khám bệnh xong về kết quả cũng không có đến nỗi nào mà tệ không lắm. Không nổi đâu nào. Dạ. Tệ quá mình cũng mừng nghe con. Dạ, dạ. Con cũng mừng. Ừ. Chứ không rồi. Dạ. Để tỷ mà nó bệnh. Ơn con. Dạ. Ê nó bệnh nhiều cô ba cũng gầu nữa nè. Dạ, con giúp đỡ chứ không, nếu không giúp đỡ này kia này không giúp đỡ cho bác cháu mình không gặp mặt thiệt quá con. Không, mà nhưng mà còn phải hợp tác của chú nữa, quan trọng là chú là nhiều nhất. Đúng rồi. Chú là nhiều nhất. Quan trọng là bác Tư hợp tác là không nghe. Không nghe. Bác Tư nấu được, bác Tư làm được đó. Bác Tư hứa là bác Tư nhỏ tới lớn. Nếu mà làm được là mừng. Cảm mừng. Bác Tư hồi nhỏ tới lớn nói được làm được đó. Nhưng mà quan trọng là bác Tư phải ở bên cô ba á. Là bác Tư ở đây là buồn là làm nữa đó. Làm nữa đó. Không, bác giờ uống ở cô bên cô ba lâu dài hay là gì nữa về đây? Nói chung thì bác cũng nói con về. Dạ. Bây giờ thì thằng em á thì nó mặn tần rồi á thì mấy đứa này nó phải về dãnh hết trơn rồi. Dạ. Rồi thành thử còn có cái cha mẹ thành thử. Dạ. Bắt buộc bác rồi phải về cái này để gửi vô quốc với bả mới được. Lúc đó bà ngoại thì cô ba rước về bên bển rồi. Bác không chịu đi, về đi. Sao không đi, biết, rước rồi đi hả? Chưa có biết nữa, chưa có biết đi ở ngoài cậu hay ở tôi nữa. Không, thấy không?
cô ba mà ngoại ngoại mà ra ở dưới Bắc Tư là hơi gói đó nha. Hơi gói. Tại sao con bà không đi con biết không? Sao? Tại không phải có mình anh bà thì bà đi. Nhặt ém thêm cái thằng Phú về đây nè, rồi bà đâu có đi chịu đi đâu. Thằng Phú còn sống đó. Không, Phú khỏe nhiều khi cô ba qua cô ba ở luôn không chừng. Không chừng nữa. Ừ. Mà nãy giờ nó điện nó đâu qua tao cô ba kìa, chức diện đâu qua kìa đâu. Chưa đâu. Ba mà còn bà thờ kìa. Ừ, thì nào mãn tầng rồi mình tính đi, nữa. Hả, tính. Đúng rồi. Đông đông nó vui mau hết bệnh chứ chú quan. Chị ba bữa nay tình hình Vũ Hiền sao à, chị có nghe không? Nó điện về thì nó bây giờ là cô ba ơi bà có xuống thăm con không? Tao nói thôi tao cô ba mệt rồi lo giấy tờ mệt đuối rồi con ơi. Để mời con Nhi đi đem xuống cho con. Rồi nó hết bệnh con qua cô nghe. Tao bằng cái bàn thờ ba mày còn mày ở đây mãn tầng đi rồi tính sao? Đúng rồi, ở đây đi chứ chưa mãn tầng đâu. Sao con qua? Mình nói cho mẹ nó vui đi, vậy cho mẹ nuôi nó. Để mình nó cho con qua bên cô rồi bắt đầu mẹ nó dành nuôi này kia rồi mẹ nó khóc. Chị em mất lòng nữa. Thôi kệ đi. Chị thà là nói chiều chiều đi qua. Trong đợt này thì nói cho mẹ nó thì để cho thím nuôi đi. Cái chuyện đó mình không có gấp. Ê, cũng như mà mình nói chu chu xu cho em dâu nó vui lòng đi. Dạ thì ở đây cho thím ở đây đi. Nghe cô ba. Cái gì cái chị năng nỉ tại vì còn bệnh, tại vì Vũ Hiền còn bệnh chứ không phải là khỏe hẳn. Ừ. Nếu mà Vũ Hiền á khỏe hẳn á thì qua cái cô thì thím đi về thím bán cái số tiếp tục là bao kiếm sống được. Nhưng mà Vũ Hiền còn bệnh thôi để cho thím chăm sóc thì cũng tốt hơn. Bây giờ là cái tánh cô ba là giờ khác nữa rồi. Cô ba bây giờ là theo năng nỉ em dâu đi. Đúng rồi. Cho nó ở nó nuôi đúng nó rồi. Con nó với đốt nhang cho chồng nó chứ giờ cô đem hết là cô chịu không nổi đâu. Ừ. Đúng không? Con nói là đó. Đúng rồi. Cái gì thì để cho mẹ chăm sóc lúc thời gian ấy đi. Nếu mà khỏe lại thì Vũ Hiền chịu về cô thì thím Múc đi mua bán lại, bán số lại thì cái cuộc sống thím Múc được ha. Bữa đó xuống bệnh viện ôm môn. Hai chị em nói chuyện. Thế là nói không? À một à để tỷ chị em chị cái tánh chị nóng. Mà như thế em chị nói em nghe thì em ngồi nghe đi. Để tỷ chị mà không nói không trúng á thì em cứ việc em chỉnh rồi chị sửa lại liền. Dạ. Còn này em chống là chị phải la em rồi đó. Có bắt đầu hô đâu vậy đó chút lên em chị la em nghe. Thôi dạ. Ừ vậy là tốt. Thấy cũng cay nghiệp mày. Dạ. Nhiều cái cũng cay nghiệp. Thôi cô ơi bây giờ dầu gì cũng mà nếu mà cô thương chú Út là thương luôn cả em dâu đi. Thương em dâu đó. Chứ phải không? Bây giờ thì em mình nó chết rồi. Ừ. Mà bây giờ mình gắt gao với em dâu á không được đâu thì linh hồn em mình nó buồn. Đúng rồi, nó thà là mình chiều đấy mình kể đi, mình chịu làm chị, mình chịu thiệp đi. Dạ. Mình chịu thiệp cho em dâu mình nó vui, dầu gì cũng mình cũng lớn mình phải ấy chút chứ hơn mình lớn nhỏ rồi. Nhỏ lại đi chút đi, kệ đi có gì đâu, kệ nó đè mình chịu đi nó, thì, bây giờ nó cái nó để tỷ nó không gặp quần áo cha mẹ mình, mẹ mình được thì nó cũng dòm mẹ mình được chút. Dạ. Nó còn để thế rồi nó cái gì cái nó cũng đốt ngang cho thằng em mình chứ. Dạ. Bây giờ mình nói động nó bỏ cháu rồi nó bỏ em mình rồi bỏ bà già luôn rồi mình giá đó mình làm gì đây. Đúng rồi nó, bây giờ thôi nó chiều nó đi cứ ngơi. Thôi kệ đi cô ơi, coi như không nãy phải như hồi xưa, như nãy con nói cô cho thương chú rồi cô, nếu mà cô thương chú Út thì thương luôn cả em dâu. Thương nói vậy đi cho nó trọn vẹn á. Bây giờ chị chứ thím Út thì cũng vậy rồi, cô cũng biết rồi. Ừ. Thôi đi. Chứ hồi đó cô ba tính và dụng tính rất là dở, bây giờ là muộn rồi thôi đi chịu. Thôi, cái nó cũng bây giờ bỏ qua đi, bỏ cho nó qua bỏ đi. Qua đi cho nó quên cái dĩ. Dạ. Dãn nó đi. Dạ. Với cái thứ hai nữa con cũng có được cái Mạnh Thường Quân cũng gửi cho thím Út á. Ừ. Tiền á, nhưng mà hôm nay vô đây không được thì thím Út có nuôi Diệu Hiền rồi thì nó con đi ngang nữa, hồi nó về ngang con ghé con chào cho thím Út luôn, chào gì nè, thím Út có tiền xài. Cũng như là em có số điện thoại thím Út không? Chưa, để nữa con xin số, nữa con điện ra ngoài, con không vô bệnh viện được. Không, gửi ra ngoài vô, nói ra ngoài không được luôn. Cũng không được luôn hả? Cũng như là bây giờ em học đọc tên gì, tên gì đó, rồi số điện thoại. Rồi em cái gửi bảo vệ đó vô trong đó 50 ngàn. Vậy chứ không có ra ngoài được hả? Không. Chết không ra ngoài. Ra ngoài được rồi, chị đi rồi. Vậy hả? Đi không được. Cũng như là có cho số điện thoại em. Dạ. Thì em bây giờ em gì em đưa là em điện nó rồi cái số đọc số máy gì đó rồi bắt đầu em mướn bảo vệ đó là đem lên đó 50 ngàn rồi nó lấy người ta nhận nó nhận. Dạ không, con tính gặp con quay là cho con chính con chào cho thím cho nó thấy chính xác hơn vậy đó. Ừ. Thôi để gì nếu mà ấy gì thì để nó thím có về để con chào
đợi xuất viện đi. Dạ dạ, xuất viện đi. Em giữ tiền đó đi Khải. Dạ dạ, nữa con trao hết cô bác ha. Ừ, chứ giờ con muốn trao, muốn có cái hình ảnh để cho cô chú biết con chính con trao. Gửi tiền biết ha. Dạ 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 dạ. Ừ, vậy đi em, tính vậy như chị vậy cũng tốt đó. Dạ. Thôi con cảm ơn cô ba rất nhiều ha. Cảm ơn chú Tư rất nhiều nha. Nhưng chú gắng nha, giữ gìn sức khỏe khỏe nha chú ơi. Chú Tư cũng mang ơn nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Quý giáo Khải này cũng xin kết thúc nha. Dạ xin cảm ơn cô chú anh chị theo dõi và mến chào, hẹn gặp lại.